Hello, xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại với channel của tớ. Video ngày hôm nay thì sẽ là một video về son. À, ngày hôm nay thì sẽ là một cái dòng son cực kỳ sang chảnh. Đây là một cái bộ son của nhà Châu Châu. Tớ đã từng dùng thử son kem của Châu Châu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tớ được sờ vào những cái em son hỏi này. Tớ thấy là Châu Châu rất là quan trọng về phần bao bì ấy. Và thực sự là em son này cũng không ngoại lệ luôn. Là một dòng son thỏi. Tớ thấy là những cái màu này thì rất là trendy. Rose Brown này, rồi là Mellow Brick. Nghe cái tên nó có vẻ rất là những cái tông đất rất là hot. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ swatch full bộ cả tất cả những em son này nhá. Thực sự là trong thời gian này tớ ở nhà và tớ có rất là nhiều cái dòng son mới. Thế nên là từ từ sẽ cho các em mình lên sóng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu mổ xẻ những cái bạn son của nhà Châu Châu này nhá. Son Châu Châu mang trên mình một thiết kế sang trọng, làm bằng kim loại và cầm rất chắc tay. Các chi tiết trên thân son và logo đều được mạ vàng thật 14K và có giấy chứng nhận kèm theo bên trong hộp son luôn. Khác với các thỏi son sử dụng cơ chế nam châm thì bạn này có nút nhấn ở đầu thỏi son. Khi nhấn nắp son thì son sẽ bật ra. Thiết kế này sẽ giúp các nàng yên tâm dù để son trong túi thì cũng không bị bật nắp son nhé. Đến với thỏi son đầu tiên, màu 01 Retro Orange là một tông son đỏ cam tươi nổi bật. Khi đánh lòng môi thì màu này sẽ thiên cam nhiều hơn, trồng nhiều lớp thì sắc đỏ sẽ hiện rõ. Màu này tương đối dễ dùng, không làm xỉn da, tuy nhiên thì sẽ không làm trắng răng cho lắm. Đối với màu này, tôi thích cách đánh kiểu lòng môi hơn. Thật ra thì ngày hôm nay môi tớ chưa được dưỡng và cũng khá là khô. Tuy nhiên thì swatch 7 cây son ngày hôm nay thì hoàn toàn không hề hấn gì luôn. Bởi vì chất son của bạn này quá là mượt, lướt lên môi như bơ tan chảy ấy. Chỉ một lần quẹt son thì đã cho ra đường màu rất là rõ đậm rồi. Chất son của Châu Châu là dạng son sáp lì, son lướt cực kỳ êm ở trên môi. Trong thành phần son có chứa bơ hạt mỡ giúp làm mềm, mịn môi. Bên cạnh đó thì còn có dầu hạt đá hương thảo tạo nên chất son mỏng nhẹ và không để lộ vân môi. Tiếp theo là màu 02 Nude Vintage là một tông nude hiếm hoi mà tớ thích. Tông này có pha hồng gam thêm chút đất nữa. Màu nude này thì cũng khá là sậm nên là cực kỳ dễ dùng với da châu Á, không làm bợt da. Tuy nhiên thì vẫn khuyên mọi người nên kẻ lông mày và đánh thêm một chút má hồng cho xinh nhé. Màu này thì thuộc tông ấm nên sẽ có hơi xỉn men răng chúng mình một chút xíu nha. Thực sự là màu nude này hợp với da tớ nên là tớ đang u mê bạn này lắm luôn. Kiểu màu này đánh má ửng ửng say rượu cũng xinh, mà make up tây lúng lộn cũng hợp luôn. Nói chung là tớ rất là thích bạn này và tớ luôn luôn mang bạn này đi trong người. Bạn son Châu Châu này thì không bị lì căng nét mà để lại bề mặt hơi semi matte, lì vừa phải, rất là nhẹ môi. Dù mọi người có trồng nhiều lớp son thì son cũng không có bị bột. Tớ thấy là chất son thỏi của Châu Châu thì khá là đồng nhất giữa các màu. Dù là những cái tông màu sáng như này thì chất son vẫn rất là đẹp. Tiếp theo là màu 03, cũng là một tông cam nhưng hơi có thiên hướng hồng hơn màu 02 vừa rồi. Màu son này dùng hàng ngày sẽ rất là xinh luôn mọi người ơi. Màu này thì tớ thấy là một cái tông kiểu hơi san hô một chút. Những màu son của Châu Châu tớ thấy khi đánh lòng môi sẽ hơi na ná nhau một chút, phải trồng nhiều lớp thì mới thấy rõ sự khác biệt của từng màu. Dạo này tớ cũng hay thích những cái màu son nhẹ nhàng như thế này và nhấn thêm vào phần má cho khuôn mặt mình sẽ rất là ironic. Theo là màu 04 là một tông đỏ nâu ấm. Tông đỏ nâu này thì không quá trầm mà nhẹ nhàng vừa phải, dễ dùng hàng ngày. Màu son này không có khuyết điểm, dù da bạn trắng hay là da bạn ngăm thì cũng đều dùng đẹp hết. Trong tổ hợp màu son này thì sắc đỏ sẽ trội nhất. Thế nên là nếu bạn nào đã chán những cái sắc đỏ cổ điển thì hãy thử làm mới mình với những màu son như thế này nhé. Bán qua một chút về độ bám thì tớ thấy là bạn son này bám khá là tốt, trung bình từ 4 đến 6 tiếng. Tớ ăn vặt snack, bánh trái đinh tinh ý, thì son vẫn còn tầm 40% trên môi. Nếu như mà mọi người ăn một bữa lớn dầu mỡ thì sẽ phải giảm lại son. Nhưng mà tớ nghĩ là bởi vì em ý là son thỏi nên là việc mang theo giảm lại cũng dễ dàng hơn là son kem ý. Thế nên là tớ hài lòng với cái độ bám này. Tiếp theo là màu 05. Thật ra thì khi swatch hai màu 05 và 04 tôi đã rất là hoang mang bởi vì hai màu này lên trên môi khá là giống nhau. Tuy nhiên thì khi để swatch ra tay hai màu cạnh nhau thì sẽ thấy là 05 ít nâu và nhiều cam hơn 04. Nên là tông màu sẽ rực rỡ hơn và sẽ rất là tôn những bạn có warm undertone. Màu này thì nhìn sẽ tươi trẻ và rạng rỡ hơn, vẫn đảm bảo đủ tiêu chí là dễ dùng và tôn da như 04 nhé. Màu số 06 Rose Brown này là một tông hồng đất ấm. Tông này có pha thêm đỏ nên sẽ rất là dễ dùng và không yêu cầu make up quá là cầu kỳ. Màu son này cực kỳ xinh và không bị quá kén da. Những bạn có warm undertone thì dùng màu này cũng rất là hợp bởi vì tông son khá là thân thiện. Màu son này nhìn rất là sang, làm gương mặt tươi tắn vừa đủ. Tuy nhiên bởi vì thuộc tông ấm nên vẫn sẽ hơi xỉn men răng nhẹ.
Cuối cùng là màu số 07 Red Plum này là một tông đỏ cổ điển base hồng quen thuộc. Tông này thì đã quá quen thuộc và cũng là một tông son an toàn cho mọi cô gái rồi. Màu son đỏ này không bị quá tươi và xến đâu. Dạo này vì lời make up nên là tớ cũng hay thích những thỏi son tiện lợi như màu 07 này. Chỉ cần một lớp trong lòng môi đã đủ rạng rỡ rồi. Bạn son Chocho này đang được bán với mức giá là hơn 300.000 cho một thỏi. So với chất lượng son và bao bì như thế này thì tớ thấy là cũng khá là ok. Đây là phần hướng dẫn mua hàng từ đường link bên dưới của tớ. Mọi người có thể vào trang web này và xem thêm thông tin về sản phẩm. Đây là bên phân phối hàng chính hãng nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Và đây là niềm vui cho mọi người đây. Khi mọi người mua theo đường link phía bên dưới thì sẽ được giảm 10% và sẽ được free ship nữa. Thế nên là nàng nào đang tâm tia những em son này thì hãy tranh thủ nhé. Hy vọng phần review của tớ đã có ích cho các nàng trong việc lựa chọn màu son. Còn bây giờ tớ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!